tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán tập 89 do lão pháp sư tịnh không Trụ giảng giảng tại tịnh thông học hội đài loan chư vị pháp sư chư vị đồng tu xin mời ngồi mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán trang 19 hàng thứ ba khởi lục quán giả y tiền ngũ môn tức quán chi chỉ nhi khởi thức chỉ chi quán hà dị cố lý sự vô ngại pháp như thị cố định huệ song dung ly phân tề cố Nhất đa tướng tức Tuyệt tiền hậu cố Đại dung tự tại Vô chướng ngại cố Mấy câu nói này Là Lời nói đầu Của khởi lục quán Nói rõ nguồn gốc của lục quán nguyên do của lục quán dựa theo năm môn phía trước tức là năm loại chỉ mà chúng ta đã học phía trước. Y... y ngủ chỉ khởi lục quán. Y tiền ngủ môn tức quán chi chỉ. Nhi khởi tức chỉ chi quán từ hai câu nói này chúng ta mới hiểu được chỉ quán là một chỉ quán không hai chỉ chính là quán quán chính là chỉ thế nhưng nó khởi tác dụng là có thể khiến chúng ta nhận ra được rất rõ ràng chỉ là buông xả quán là nhìn thấu nếu như không buông xả thì bạn không thể nhìn thấu được rồi nếu như không nhìn thấu thì bạn sẽ không buông xả hai cái này là một sự việc nhất thiết phải bổ trợ cho nhau Quán giúp cho chỉ Nhìn thấu giúp cho bạn buông xả Buông xả giúp cho bạn nhìn thấu Hai pháp môn này Người mới học Là bắt tay làm từ quán hay là từ chỉ Không nhất định Vì sao vậy? căng tánh chúng sanh không như nhau. Có người bắt tay làm từ chỉ thấy dễ dàng, có một số người bắt tay làm từ quán thấy dễ dàng. Chúng ta nêu ra một thí dụ để nói, thí dụ pháp môn tịnh độ, vậy bạn thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đối với người thật thà mà nói Họ có thể tiếp nhận Bạn bảo họ thật thà mà niệm Bảo họ buông xả tất cả Là do thật sự làm được Họ thật làm Thế nhưng phương pháp này Nếu như đối với phần tử trí thức Thì không được Phần tử trí thức sẽ nói Tại vì sao tôi phải buông xả chứ Nếu như không làm rõ ràng cái việc Tại vì sao phải buông xả Họ sẽ không chịu buông xả Cho nên họ phải bắt tay làm từ dùng quán Là hai con đường khác nhau Căng tánh chúng sanh rất nhiều Rất phức tạp cũng không ngoài hai loại lớn này đây chính là một loại là giàu từ cửa tín người thật thà họ tin họ không có chút hoài nghi nào họ sẽ bắt tay làm từ chỉ một loại khác đây là phần tử trí thức họ đa nghi việc gì họ cũng phải truy hỏi kỹ càng nếu bạn không làm rõ ràng làm sáng tỏ đạo lý thì họ sẽ không thể tin bạn được rồi Vậy thì làm sao bắt tay làm từ cửa giải Là đối với phần tử trí thức Đặc biệt là phần tử trí thức cấp cao Phải từ cửa giải Thích Cà Ni Phật Cùng Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của chúng ta đã thị hiện hai cái hình ảnh này Thích Ca Mâu Ni Phật đại biểu cho phần tử trí thức cho nên ngài phải đi cầu học đã học 12 năm không dễ dàng thật sự là khổ học 12 năm 12 năm tất cả các vị đại đức học thuộc của những tôn giáo này ngày hết thảy đều gặp rồi hết thảy đều học qua với họ mà nghi vấn vẫn chưa được giải quyết cuối cùng buông xả hết những gì đã học nhập thiền định sâu hơn vậy mới đại triệt đại ngộ kiến tánh thành phật vào lúc sau mai mọc Đây là vị phần tử trí thức điển hình Cho dù ở thế gian này Phần tử trí thức chiếm đại đa số Đại sư Huệ Năng Hình ảnh của Ngài thể hiện là người không biết chữ Không có đi học Học thuộc thế gian Hay học thuộc xuất thế gian Đều chưa từng học qua ngày nào Cái hay của Ngài ở đâu Là người thật thà tiêu chuẩn Ngài tin tưởng kinh điển Tin tưởng lão sư Loài người này bắt tay làm từ cửa hành Không cần mong cầu giải Bạn dạy họ làm thế nào thì họ sẽ thật thà làm như thế đó Thế nhưng trong hành có giải Trong giải có hành Bạn làm được tự nhiên sẽ hiểu rõ Giải rõ ràng rồi Thì tự nhiên họ sẽ chịu lạc Là, là thật sự chịu buông xả Bất luận là vào từ giải Hay là vào từ hành Sau khi bước vào bước đầu tiên vì sao chắc chắn là giải hành tương ưng bổ trợ cho nhau người bước vào từ cửa giải tức là bước vào từ quán liền có chỉ tự nhiên họ sẽ buông xả thôi buông xả lại giúp cho nhìn thấu nhìn thấu lại giúp cho buông xả giúp đỡ lẫn nhau bổ trợ cho nhau Đại sư chương gia nói với tôi Từ sơ phát tâm đến như lai địa Chính là biện pháp này Năm đó thầy nhìn thấy tôi mới học Nên cố gắng không nói danh từ Phật học Thầy nói là nhìn thấu buông xả Để tôi dễ hiểu Nếu như thầy nói là tức quán chi chỉ Tức chỉ chi quán Thì tôi sẽ mơ hồ ngay Tôi sẽ hoàn toàn không hiểu Xảo diệu Đây là trí huệ Hiểu sâu Nhưng chỉ bày đơn giản Khiến cho người mới học Chưa từng tiếp xúc Phật Pháp Chưa có đọc sách quá nhiều như chúng tôi Cũng có thể nghe hiểu được lời của Thầy Cho nên chỉ quán là hai mặt của một thể chúng tôi học phật đã học rất nhiều năm rồi tuy chưa có công phu gì chưa có thành tựu gì nhưng quân tập nhiều năm như vậy không thể nói là không có tác dụng lời của cổ nhân nói thâm nhập một môn trường kỳ huân tu Chúng tôi chưa làm được việc thâm nhập một môn Nhưng làm được trường kỳ huân tu rồi Học Phật 58 năm Chưa có một ngày nào không đọc Kinh Phật Chỉ có điều là không phải chuyên đọc một môn Nếu chuyên đọc một môn Thì tôi tin tưởng sâu sắc sẽ không có một mảy may hoài nghi Cho dù không khai ngộ Cũng đắc tam muội Là khẳng định Sau khi đi qua con đường này rồi Chúng tôi mới biết là đi sai Hy vọng người sau Đừng đi theo con đường của tôi Đi theo con đường của tôi rất thiệt thòi Thành tựu không cao Không thể nói là không có thành tựu Thành tựu đó không phải rất thù thắng Nếu so với tổ sư Đại Đức xưa nay thì, thì chúng tôi kém rất xa Hiện nay nhìn dáng vẻ giống như là rất tốt rất nhiều người tán thán đây là nguyên nhân gì thì bản thân biết rất rõ hiện nay có một số người không học nữa họ không học tôi học có chút xíu là hơn hẳn họ rồi là mang ý nghĩa này trong tâm của mình phải biết rõ phải sáng tỏ không được so với người hiện nay mà hãy so với người xưa so với tổ sư đại đức xưa nay thì chúng ta sẽ rất khiêm tốn Thiên Chúa Giáo gọi là khiêm hạ Chúng ta thật sự Tự nhiên sẽ tỏ ra khiêm hạ Và lại đối với người khác sẽ tôn kính người khác tu tốt hơn ta ta tôn kính đối với họ người tu hành không bằng ta ta đối với họ vẫn là tôn kính bởi vì không thể đánh giá con người qua hình tướng hiện nay thấy họ không bằng ta có thể qua mấy năm họ sẽ hơn ta rất nhiều sự việc này xưa nay trong và ngoài nước có rất nhiều điển hình tuyệt đối không được khinh mạng người khác pháp sư đàm hư kể cho chúng tôi một câu chuyện là ông thợ giá nội ai cũng xem thường ông câu chuyện hòa thượng phơi nến con người nào mà không cười nhạo ông đâu sau ba năm thì thành tựu rồi người cười nhạo trước đây cảm thấy hổ thẹn sám hối vì đã nhìn sai người Tại vì sao họ thành tựu Thành tựu là bởi thật thà Lão sư dạy họ một câu a di đà Phật Thì họ chỉ niệm một câu a di đà Phật đến cùng Đứng mà giảng sanh Bạn có thể so với họ không? Biết trước giờ đi Vì hòa thượng phơi nến này Sư phụ bảo ông đến chùa A Dục Phương Để lễ bái xá lợi Phật Một ngày lấy ba nghìn lại Lấy ba năm thì ông khai ngộ rồi Ông có thể giảng kinh Ông có thể nói kệ Không có người nào có thể so sánh với ông Bạn mới biết Thâm nhập một môn Trường kỳ huân tu Phải bao nhiêu thời gian Mới vượt lên mọi người Hai vị này là ba năm Không nên khinh mạng người khác Không được xem thường người khác Có thể sau ba năm Thì họ vượt hơn chúng ta quá nhiều rồi vĩnh viễn giữ gìn tính khiêm nhường như vậy chắc chắn là chính xác tôn trọng người khác kính yêu người khác đây là đệ tử cửa phật thích ca mâu ni phật khi ngài còn tại thế cả đời lúc nào cũng luôn giữ thái độ như vậy là làm cho chúng ta xem bạn xem cả đời đại sư huệ năng có phải là luôn giữ thái độ khiêm nhường thấp nhất không đó là người minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật ngày nay chúng ta có được một chút xíu thành tựu nhỏ liền sanh tâm ngạo mạn là sai rồi khổng phu tử nói rất hay giả sử người này có tài giỏi như chu công mà kiêu ngạo hẹp hòi thì những cái còn lại không đủ để xem xét nữa rồi đây là lời của khổng phu tử người chân thật có học vấn có đức hạnh chắc chắn là khiêm tốn nếu như không khiêm tốn thì đức hạnh học vấn của người này đều là có hạn rồi đây là thái độ tu học cơ bản của chúng ta chúng ta không thể không biết cho nên nhập môn từ chỉ hay là nhập môn từ quán Mỗi người căn tánh khác nhau Loại phương pháp nào cũng được Tôi học Phật Là nhập môn từ cửa giải Nếu như tôi không hiểu rõ Hiểu minh bạch sự việc này Bằng báo tôi học Là rất khó Tôi không làm được Tôi cần phải hiểu cho rõ ràng Minh bạch thấy rằng cái này đáng để tôi học thì tôi mới thực sự chịu làm hai loại mỗi loại có ưu điểm riêng là rất bình đẳng thế nhưng bản thân tôi cảm thấy thật thà vẫn là đáng quý Người thật thà không thành tựu thì thôi Một khi thành tựu Thật sự là hơn hẳn mọi người Rất ít người có thể sánh với họ được Thật thà Tôi cảm thấy còn cao siêu hơn là đa văn Thật thà không dễ Là do thiện căn phước đức trong đời quá khứ mà tu thành chứ không phải ngẫu nhiên tôi cũng rất muốn thật thà nhưng không làm được cái này không phải miễn cưỡng mà có thể làm được cho nên phải hiểu lý cả đời không dám khinh mạng người khác Tức quán chi chỉ Đây là nói năm loại phía trước Chúng ta tuyệt đối không phải giới thiệu Thuật ngữ danh tướng sơ qua đơn giản là được Ít nhất cũng phải cố gắng giải thích thêm sơ lược Làm thế nào ở trong đời sống thường ngày thực tiễn nó một cách sinh động chân thật buông xả thế tôn ở trong kinh giáo đại thừa nói tóm lại cho chúng ta điều này vô cùng quan trọng chỉ là vốn định của tự tánh quán là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh toàn là có ở trong tự tánh phàm phu lục đạo đã mê mất tự tánh mê quá lâu mê quá sâu rồi hiện nay gặp được thiện tri thức gặp được bạn lành chỉ dẫn cho chúng ta con đường quay đầu quay đầu là bờ chỉ ra một con đường vậy chúng ta quay đầu bài văn chương này gọi là hoàn nguyên chỉ quán hai con đường này là con đường hoàn nguyên làm sao biết được nó xứng tánh nó vốn có trong tự tánh chúng ta có thể nắm vững được nguyên tắc chung hiểu rõ đạo lý này phàm là tương ưng với tự tánh thì đây là chánh pháp. Nếu không tương ưng với tự tánh thì không phải là chánh pháp. Chỉ quán tương ưng trọn vẹn với tự tánh. Buông xả, buông xả điều gì. Buông xả tự tư tự lợi Buông xả danh vọng lợi dưỡng Buông xả ngũ dục lục trần Buông xả tham sân si mạng Cái gì cũng phải buông xả Vì sao vậy? Trong tự tánh không có Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này Tự tánh Trong tịnh tông gọi là Thường tịch quan tịnh độ ở trong đây không có hiện tượng vật chất cho nên tất cả vật chất bạn phải buông xả thân là vật chất phải buông xả không có hiện tượng tinh thần cho nên thọ tưởng hành thức phải buông xả đây là nguyên lý nguyên tắc cao nhất bạn không chịu buông xả đó chính là chướng ngại không những chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh chướng ngại bạn đại triệt đại ngộ nói đến chỗ đơn giản dễ hiểu nhất là chướng ngại hạnh phúc viên mãn trong cả đời này của bạn bạn có phước báo có nhiều của cải bạn có địa vị bạn là quan lớn dù rất có địa vị giàu có nhưng đời sống của bạn không được hạnh phúc là nguyên nhân gì bạn chưa buông xả bạn không thể sánh với thích ca mâu ni phật không thể sánh với khổng lão phu tử vì sao vậy người ta đã buông xả rồi Nhìn thấy được từ chỗ nào vậy Trong luận ngữ có ghi chép Học nhi thời tập chi Bất diệt duyệt hồ Chữ duyệt đó chính là hạnh phúc Vô cùng hạnh phúc Hạnh phúc từ đâu mà có Từ học tập mà có Học là Học theo giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Tập là gì? Tập là hết thảy đều đem giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Thực tiễn vào trong đời sống của mình Làm việc đối nhân xử thế Học giống như là người xưa vậy Người xưa mà khổng tử học là những người nào? Là nghiêu thuấn vũ thang, văn võ chu công Đây là tấm gương mà Ngài cả đời học tập. Ngày nay chúng ta học Phật, tấm gương của chúng ta là người nào? Là Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Đại Bồ Tát. Phạm là người học Phật Nhất là người học tịnh độ. Sáu vị đại Bồ Tát, không có người nào không biết. Văn thù phổ hiền, Quan Âm thế chí. Di Lặc Địa Tạng. Đây là tấm gương tốt của chúng ta, đây là thầy của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật là hiệu trưởng, còn sáu vị này là thầy, là giáo sư. mỗi người chuyên một môn bồ tát văn thù dạy trí huệ bồ tát quan âm dạy từ bi Bồ Tát Địa Tạng dạy tâm hiếu Bồ Tát Di Lặc dạy chúng ta mở rộng tâm lượng Tâm bao thái hư lượng chu xa giới Từ bi phải khắp pháp giới Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta Thu nhiếp sáu căn tịnh niệm nối tiếp nhau Nhớ Phật niệm Phật Hiện tiền tương lai Chắc chắn thấy Phật Chúng ta mới hiểu ra Sáu vị Đại Bồ Tát Giúp Phật Đà tiếp dẫn chúng sanh giáo hóa chúng sanh thành tựu chúng sanh nguyên tắc chung là không ngoài chỉ quán niệm phật là chỉ quán một câu phật hiệu niệm cho thật rõ ràng thật sáng tỏ đây là quán Buông xả vạn duyên đó là chỉ Thân tâm thế giới tất cả buông xuống Để ở trong tâm chỉ còn lại Một câu Sáu chữ hồng danh Ngoài câu Phật hiệu này ra Ở trong tâm rất sạch sẽ Không nhiễm mảy bụi Có chỉ, có quán cây chỉ quán này là đã đạt đến đỉnh cao nhất ở trong tất cả các phương pháp chỉ quán. Cho nên Đức Thế Tôn ở trên kinh Đại Tập tán thán pháp môn này. Trì danh niệm Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền. Thiền chính là chỉ quán. bản thân chúng ta tu học không thể không biết không biết thì sẽ bị dao động nhìn thấy pháp môn khác cũng muốn học cho rằng những pháp môn đó cao hơn niệm phật niệm phật là để cho những ông bà cụ cho người không có tri thức phật dùng phương tiện này để tiếp dẫn họ nào ngờ pháp môn mà lão ông lão bà thọ trì là pháp môn vô thượng vi diệu. Hơn hẳn những gì mà phần tử trí thức học rất nhiều. Đây là điều mà hầu hết mọi người không biết. Nếu không phải do Đức Phật nói ra thì chúng ta cũng không biết. cho nên trong quán có chỉ trong chỉ có quán quán là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh chỉ là vốn định của tự tánh đại sư huệ năng trong lúc khai ngộ đã nói năm câu câu thứ tư nói là nào ngờ tự tánh vốn không dao động đó chính là vốn định của tự tánh câu thứ ba nói là nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ ở trong đầy đủ này là đã bao gồm trí huệ bát nhã vốn đầy đủ đó chính là quán cho nên chỉ quán nói trên phương tiện tu học là có hai loại trên thực tế là một sự việc đều là giúp chúng ta nâng cao lên ngũ chỉ Sau khi đã học qua Tiếp theo đó chúng ta sẽ học lục quán Từ ngũ chỉ khởi lục quán Dưới đây giải thiết một câu vấn đáp Hà nhị cố Vì sao vậy? Hạ à, gì cố dùng cách nói hiện nay là gì sao vậy đại sư đã nói với chúng ta bốn câu lý sự vô ngại pháp như thị cố Kinh Hoa Nghiêm Nói bốn loại vô ngại Lý vô ngại Sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Hoa Nghiêm nói đến chỗ cùng tột rồi Bốn câu nói này nói từ trên lý người hiện nay gọi là triết học nói từ trên sự thì người hiện nay gọi nó là khoa học hay nói cách khác đây là học thuật chân thật rốt ráo viên mãn bạn nói nó là khoa học hay triết học đều được là do phật đà nói từ ba nghìn năm trước học đến chỗ này trước tiên chúng tôi giới thiệu đơn giản qua một chút về hoa nghiêm tông tam quán đây là hòa thượng đỗ thuận sơ tổ tông hoa nghiêm Dư vào kinh hoa nghiêm mà lập nên vị chi pháp giới tạm quán vị tức là gọi nó gọi nó là pháp giới tạm quán pháp giới là cảnh sở quán Tam quán là tâm năng quán Chú trọng ở tam quán phía sau Pháp giới là cảnh giới bên ngoài Chính là câu sau cùng mà Đại sư Huệ Năng nói Năng sanh dạng Pháp giản pháp đem nó quy nạp lại dùng thuật ngữ nhà Phật để nói là không ngoại tâm sắc nhà Phật nói sắc và tâm sắc là hoàn cảnh vật chất tâm là hoàn cảnh tinh thần đây là hiện tượng của vũ trụ Hiện tượng thì vô lượng vô biên Nhưng không ngoài hai loại lớn này Chúng ta học hoàng nguyên quán Nên biết rất rõ về sự việc này Phần trước đã giảng qua với chúng ta Hiển nhất thể Khởi nhị dụng Nhị dụng chính là Một cái là tâm một cái là cảnh trong phật pháp lại gọi nó là y báo chánh báo tâm là chánh báo cảnh là y báo từ nhất thể liền khởi hai loại tác dụng này Cảnh là hoàn cảnh Là vật chất Dạng pháp trong vũ trụ Cái tâm đó là gì? Tâm là chính mình Không phải người khác Chánh báo chính là ta Ta xuất hiện đồng thời Cùng với vũ trụ Không có trước sau Ta có sanh gì không? Không có Câu thứ hai Đại sư Huệ Năng nói rất hay Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt Chúng ta ngày nay Nhiều người rất là tham sống sợ chết Vì không thấu hiểu chân tướng sự thật Hiện tượng sanh tử là gì? Là hiện tượng sắc pháp vật chất nhất định có sanh trụ dị diệt ở con người động vật chúng ta gọi là sanh già bệnh chết thực vật có sanh trụ dị diệt khoáng vật có thành trụ hoại không nó nhất định là có trải qua bốn tướng bốn loại hiện tượng này tuần hoàn Đây là hiện tượng tự nhiên Pháp vốn như vậy Pháp vốn dĩ là như thế này Cho nên Không có sanh tử Từ nhất thể khởi nhị dụng Không thể nói là sanh Vọng tận hoàng nguyên không thể nói là diệt Bất sanh bất diệt Đây gọi là gì? Đại bác Niết Bàn Bác Niết Bàn là tiếng Phạn Là ngôn ngữ của Ấn Độ xưa Có nghĩa là bất sanh bất diệt Là thật chứ không phải là giả nếu như bạn hoàn toàn khẳng định không có mảy may hoài nghi đối với những gì mà phật dạy bạn nhìn thấu sự việc này rồi bạn có còn sợ hãi đối với sinh tử nữa không không còn nữa xin chúc mừng bạn bạn đã chứng được đại bác niết bạn rồi sự việc đó là như vậy Bạn được đại tự tại đối với sanh tử Cái đại tự tại này Là thật sự nhìn thấu Thật sự buông xả rồi Khôi phục về chân tâm của bạn Thanh tịnh bình đẳng Trí huệ Khi khởi tác dụng là đại từ, đại bi Nhìn thấy chúng sanh khổ nạn Liền chia tay ra giúp họ Một cách rất tự nhiên Giống như Bồ Tát quan Thế Âm nghìn tay nghìn mắt Đại từ đại bi Cứu khổ cứu nạn Đó là từ bi chân thật bộc lộ cũng không có lý do bạn hỏi họ vì sao họ không vì cái gì cả người thích phân biệt nhất định sẽ hỏi vậy thì phật sẽ bất đắc dĩ nói một câu để đối phó với họ Gọi là vô duyên đại từ đồng thể đại bi Vô duyên tức là không có lý do Không có điều kiện Từ là tâm yêu thương Yêu thương tất cả chúng sanh Yêu thương vũ trụ Cho dù xả bỏ mạng cũng cam tâm cũng tình nguyện Không có luyến tiếc Đây là gì? Người giác ngộ triệt để Người thế gian yêu thương con cái Để bảo vệ con cái của mình Cha mẹ có thể xả bỏ mạng sống Đó là gì? Bởi vì đó là con cái của mình Họ sẽ không làm cho người khác Cái từ bi đó gọi là ái duyên từ bi phật đối với tất cả chúng sanh là không có duyên cớ gì cả nên gọi là vô du duyên từ không có điều kiện nên biết không có điều kiện là bản lai diện mục của bản thân chúng ta hiện nay biến thành nhiều điều kiện như vậy đó là gì đã mê mất bổn tánh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước mới nói đến điều kiện là sai rồi chúng ta không thể không biết cảnh sở quán và tâm năng quán là một không phải hai nói vậy chúng ta cũng hiểu vì sao vậy ở phía sau khởi nhị dụng Chúng ta đọc đến ba loại chu biến Biết là nhị dụng tuy một mà hai Tuy hai mà một Tâm năng hiện với cảnh sở hiện Là một không phải hai Xuất hiện đồng thời hơn nữa vĩnh viễn không thể tách rời Bồ Tát Di Lặc nó còn rõ ràng hơn Niệm niệm thành hình Hình là cảnh giới Tướng cảnh giới ở trong a la Gia Thức Đây chính là hiện tượng vật chất hình vai hữu thức trong hiện tượng vật chất lớn như hư không pháp giới hành tinh nhỏ như vi trần đầu sợi lông đây là nhỏ hình vai hữu thức Thức là gì? Thấy, nghe, hiểu, biết, thọ tưởng hành thức. Có. Nó có thọ tưởng hành thức. Nó không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Trong vi trần nó không có mắt, không có lỗ tai. Nó cũng không có tâm. Nhưng nó có thấy nghe hiểu biết Cổ Đại Đức học Phật Chúng ta không thể không khâm phục Tại vì sao Phật nói những điều này họ đều tin Không hoài nghi chút nào Họ cũng chưa có nhìn thấy người hiện đại nếu không đem ra được chứng cứ họ sẽ không tin cận đại người trên thế giới này đều tin khoa học tính chất đặc biệt của khoa học là gì là chứng cứ đem chứng cứ ra cho nên khoa học xem trọng nhất là thực nghiệm trong trường đại học chỉ cần liên quan đến khoa học thì nhất định phải có phòng thí nghiệm ở trong đó bạn có thể nhìn thấy chứng minh thật ra phật pháp không có phòng thí nghiệm có chứng minh hay không có ai nhìn thấy duyên khởi của vũ trụ phật nói bác địa trở lên người bác địa trở lên rất nhiều bạn đi hỏi họ họ đều biết là chính mắt tôi nhìn thấy người kia cũng nói chính mắt tôi nhìn thấy bạn chưa có thấy là do bạn chưa có công phu của họ Từ bát địa trở lên Bạn thử hỏi lời của Bồ Tát Di Lặc nói có phải là thật hay không Họ có thể nói với bạn Tôi có thể làm chứng minh cho bạn là thật Nhưng người hiện nay Thật sự là quá kém rồi Họ phải chính mắt mình nhìn thấy họ mới tin Người khác nhìn thấy họ đều không tin Thế thì vô phương rồi Từ bản thân họ đến khi nào Mới có thể đạt đến cảnh giới này Dĩ nhiên không thể đạt được Vì sao vậy? Họ không chịu buông xả tâm ý thức Cho nên họ dĩ nhiên không thể nhìn thấy cũng chính là nói họ không chịu buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì họ không thể nhìn thấy đây là tự tánh là bổn lai diện mục của bản thân bạn người nào cũng có kiến tánh thành phật Thiền định cũng là công phu chỉ quán Nó thật ra chính là nói buông xả Phật nói với chúng ta rất rõ ràng Bạn buông xả chấp trước Đối diện Pháp Thế gian và Xuất Thế gian Đều không chấp trước Đối diện Pháp Thế gian và Xuất Thế gian đều, đều không chấp trước nữa Phật nói bạn chứng quả A-La-Hán Lúc này bạn đối với toàn bộ lục đạo luân hồi Biết rất rõ ràng, rất minh bạch Buông xả, không chấp trước nữa Đã thoát khỏi lục đạo rồi Không còn lục đạo nữa Lục đạo biến đổi rồi Biến thành cái gì? Biến thành Pháp giới tử thánh Tịnh tông chúng ta gọi là phương tiện hữu dư độ trong phương tiện hữu dư độ này có bốn tầng thanh văn duyên giác bồ tát phật trong tịnh độ nói phương tiện hữu dư độ có tam bối cửu phẩm nói càng tương tận hơn Tại vì sao vẫn còn cấp bậc này Chỉ buông xả khác nhau Buông xả càng nhiều Càng nâng lên cao Buông xả càng ít Thì họ sẽ hạ xuống thấp Hạ xuống gọi là thoái chuyển Nâng lên hay xuống Ở trong cảnh giới này Thế nhưng họ có một điều là Dĩ bất thoái Họ có hạn độ thấp nhất Là không bị thoái xuống nữa Gọi là dĩ bất thoái Bạn nói A-la-hán Họ trụ ở Pháp giới tứ thánh Họ tuyệt đối sẽ không bị thoái chuyển đến lục đạo Không bị Gọi là dĩ bất thoái họ có cái điểm giới hạn Nếu như buông xả tiếp phân biệt nữa Đối trước tất cả Pháp thế gian và xuất thế gian không phân biệt Ngay cả ý nghĩ phân biệt cũng không còn Họ đi lên rồi, lên đến Bồ Tát Lại phá một phẩm vô minh tiếp Pháp một phẩm vô minh là gì? Đối trước tất cả Pháp họ không khởi tâm không động niệm Vô minh là khởi tâm động niệm Không khởi tâm không động niệm gọi là phá vô minh Chính là buông xả khởi tâm động niệm Đến lúc này không còn thấy phương tiện hữu dư độ nữa Không còn nữa Giống như nằm mộng chị tỉnh dậy rồi Phương tiện độ không còn nữa Không còn là cảnh giới gì Là cõi thực báo Trang nghiêm của chư Phật Như Lai hiện tiền Các bạn thử nghĩ xem Lục đạo không còn nữa Biến thành Pháp giới tứ thánh Là lần thứ nhất tỉnh mộng Tỉnh rồi buông xả vọng tưởng phân biệt Pháp giới tứ thánh không còn nữa Cõi thực báo hiện tiền là lần thứ hai tỉnh mộng Lúc đạo là mộng ở trong mộng Cho nên sự thật Chính là buông xả Buông xả bạn mới có thể nâng cao Mới có thể thật sự sáng tỏ Cho nên chúng ta nhìn khoa học Nhìn triết học Những nhà khoa học, nhà triết học lớn này Tại vì sao họ không thể đến được cảnh giới Phật Vì họ chưa có buông xả Họ dựa vào khoa học kỹ thuật để quan sát Chưa có buông xả Vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xã không cần dùng máy móc, bạn hết thấy đều sáng tỏ rồi. Hơn nữa những gì bạn nhìn thấy, bạn hiểu biết còn tường tận hơn so với dụng cụ khoa học quan sát. Dụng cụ khoa học quan sát vẫn cần các loại máy móc, không phải trực tiếp mà nhìn thấy. Chúng ta nhìn vi sinh vật ở trong kính hiển vi là thông qua máy móc mới nhìn thấy được nếu không có máy móc thì không nhìn thấy tôi đi khám nha sĩ khám bệnh nha chu ở cao hùng lần đầu tiên cho bác sĩ kiểm tra trước tiên dùng x quang chụp hình sau khi chụp ra bác sĩ khiều một chút xíu cái mảng đen ở trong kẻ răng ở trong răng mảng bám màu đen không nhìn ra được là thứ gì không biết nó là gì bác sĩ đặt nó vào trong kính hiển vi Sau đó Dùng màn hình tivi của chúng ta Kết nối nó vào trong tivi Chúng tôi nhìn thấy ở trên tivi Có rất rất nhiều vi trùng nhỏ Di chuyển qua lại Đếm không hết Tôi liền hỏi Bác sĩ Lưu Ông phóng lớn gấp bao nhiêu lần Là 3.600 lần Nhìn thấy rồi nhờ máy móc mà nhìn thấy Giống như A-la-hán thì không cần A-la-hán là lập tức liền nhìn thấy rõ ràng Phật Thích Cam Đi nói Phật nói một giọt nước Có tám dạng bốn nghìn vi trùng Vậy tám dạng bốn nghìn vi trùng đó Chẳng phải là di sinh vật sao Không sai chút nào Mỗi kim khiều một chút xíu mãn bám Để vào trong kính hiển vi phân bố đầy cả màn hình trong tivi bạn mới thấy nó đang di động nhìn thấy rồi đây là thật chứ không phải là giả thật đáng sợ bạn thấy mỗi kim khiêu có một chút xíu nếu toàn bộ răng chắc là rất khủng khiếp cho nên bác sĩ lưu nói pháp sư Thầy bị bệnh Nha Chu rất nặng Bạn nói thầy vẫn có thể giảng kinh Đây là do Phật Bồ Tát phù hộ Ở người bình thường Bệnh răng giống như vậy thì không được rồi Cho nên chữa trị triệt để Đã mất thời gian khoảng gần hơn một tháng tập trung chữa trị <laughs> Mỗi ngày đi rửa Đã rửa đó sạch sẽ rồi Đi chụp hình trở lại Thấy rất là ít rồi Chỉ có mấy con Đại khái chưa đến 10 con Bác sĩ Lưu nói làm sạch hoàn toàn là rất khó việc này không dễ chỉ giảm thiểu với mức độ lớn không còn nữa đây là kỹ thuật của khoa học kỹ thuật và chúng ta phát hiện khoáng vật chúng ta nói là không có sự sống thế nhưng nó có thấy nghe hiểu biết tiến sĩ giang bổng thắng người nhật làm thí nghiệm làm thành công rồi rất nhiều nhà khoa học đến tham quan phòng thí nghiệm của ông chứng thực là ông dùng phương pháp khoa học rất hay có thể tin được ông cũng đã làm báo cáo mấy lần tại liên hiệp quốc đưa các nhà khoa học trên thế giới khẳng định chúng tôi liên hệ được khi tôi đi họp tại nhật bản thuận tiện đến tokyo để tham quan phòng thí nghiệm của ông nghe ông báo cáo vào lúc đó ông cũng rất là chú ý cẩn thận không muốn đề cập đến tôn giáo bởi vì đề cập đến tôn giáo sự người ta nói ông là mê tín tôi nói với ông tôi nói thí nghiệm của anh Ba nghìn năm trước Thích Cam Hồ Ni Phật Đã nói rất rõ ràng Rất minh bạch rồi Sau ba nghìn năm Các anh mới phát hiện ra Và lại phát hiện Chưa được hoàn chỉnh Các anh đã phát hiện ra vật chất Chỉ cần là vật chất Ngày nay anh mới chỉ là dùng nước Để thí nghiệm thành công Phật nói tất cả vật chất chỉ cần là hiện tượng vật chất đều có thấy nghe hiểu biết. Nhỏ đi nữa là vi trần. Ngày nay nhà khoa học gọi là hạt. Nguyên tử, điện tử, hạt hạt cơ bản là vật chất nhỏ không thể phân chia nữa hết thấy đều chứa thấy nghe hiểu biết viên mãn chứng minh điều gì nó biết thấy nó biết nghe nó hiểu được ý của con người cũng có thể tiếp nhận được tin tức của toàn bộ vũ trụ tiếp nhận được tin tức thiện tin tức tốt thì phản ứng của nó đẹp vô cùng nó hoan hỷ nếu như là tin tức tiêu cực bạn sẽ thấy phản ứng của nó vô cùng xấu xí hình ảnh giống như rất buồn rầu rất là buồn bã vậy thí nghiệm khoa học này đã gợi ý cho chúng ta rất lớn gợi ý điều gì chúng ta thực sự hiểu được cái gọi là tai họa tự nhiên hình thành như thế nào lời phật nói trên kinh chúng ta hiện nay khâm phục năm dốc sát đất phật nói tai họa tự nhiên hình thành như thế nào cảnh chuyển theo tâm chỉ một câu nói hoàn cảnh bên ngoài là đang chuyển theo tâm của chúng ta tâm của chúng ta thiện hành vi thiện thì tất cả hoàn cảnh bên ngoài đều lấy tướng thiện mà báo đáp ta thiện nó liền thiện thì đâu có tai nạn chứ vì chúng tôi mới khẳng định thế giới tây phương cực lạc của a di đà phật có khác biệt gì so với địa cầu này của chúng ta hay không? Hoàn toàn không có khác biệt Tại vì sao ở trong Kinh Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta thế giới đó đẹp như vậy? Thiện như vậy Không thể tìm ra được một mảy may khuyết điểm Tai nạn gì cũng không có Vì sao vậy? Do tâm của con người cư trú ở môi trường đó là thiện mọi người đều thiệt cộng nghiệp chiêu cảm nên đạo lý nó là như vậy cảnh giới tuyệt đối không có khác biệt cư dân trên địa cầu của chúng ta họ nghĩ cái gì họ niệm là gì lời họ nói là gì việc họ làm là gì bạn hãy quan sát tỉ mỉ là bất thiện Thiện ác mà Phật nói có tiêu chuẩn Thập thiện nghiệp đạo Đây là tiêu chuẩn Thế giới cực lạc mà Thích Ca Mâu Ni Phật Đã giới thiệu cho chúng ta Cư dân ở bên đó đều là thượng thiện Bạn xem không những là thiện mà còn là thượng thiện những người này sống chung với nhau Là người thương thiện Quay trở lại thử nhìn thế giới này của chúng ta Cư dân ở trong thế giới này của chúng ta Có thể hiện nay là đại đa số Là thương ác Thương phẩm thập ác Cho nên tai nạn gì cũng có ngay cả độ ấm của địa cầu cũng đột nhiên tăng lên tại vì sao độ ấm tăng lên khí hỏa quá lớn tâm sân hận quá nặng đây là thuộc về hỏa đố kỵ sân hận đều thuộc về hỏa cho nên địa cầu không ngừng ấm lên Núi băng, sông băng bị tan chảy Nước biển dâng cao Tạo thành thủy tai Thủy tai là gì? Thủy tai là tham lam Tham không biết chán Bạn có thể nói nước không biết sao Tiến sĩ Giang bổn Thắng thí nghiệm nước Nó biết Tâm của chúng ta là thế nào Thì nó sẽ sanh ra biến đổi như thế đó Phong tai là ngu si Động đất là do tâm ngạo mạn bất bình của chúng ta Ta lúc nào cũng cao hơn người khác Người khác lúc nào cũng thua ta Cái ý nghĩ này Sanh ra động đất Cho nên Phật dạy chúng ta Xuyên tu giới định huệ, Diệt trừ tham sân si thì tai nạn trong thế gian này hết thảy đều biến mất Là lời Phật nói Thật sự có biện pháp Thật sự có đạo lý Đáng tiếc người hiện nay nói Ngài là mê tín, Ngài không hợp khoa học Chập trước kiên cố cho rằng quan niệm này là chính xác Kết quả cuối cùng là gì? Địa cầu bị quỷ diệt tại vì sao địa cầu bị quý diệt là do ác nghiệp của chúng ta tạo thành cho nên sau khi thâm nhập đại thừa mới giác ngộ triệt để nhận ra toàn bộ vũ trụ với mình là một thể phần trước hiển nhất thể khởi nhị dụng cho nên phật pháp không những có thể giải quyết được đời sống hạnh phúc mỹ mãn trong suốt đời này của mỗi người chúng ta chúng ta đạt được nó còn có thể giúp chúng ta giải quyết khó khăn trên địa cầu có thể giúp chúng ta giải quyết việc lớn của vũ trụ người chân thật hiểu rõ sẽ sanh tâm cung kính sanh tâm cảm ơn đối với phật pháp đại thừa khâm phục năm dốc sát đất chăm chỉ học tập Bất luận là hữu ý hay là vô ý Phê bình đại thừa Phủ định đại thừa Vì chính là mang lại tai nạn cho địa cầu Từ đó cho thấy tâm và ý nghĩ nhiễm tịnh thiện ác của chúng ta. Có quan hệ đối với môi trường sống của chúng ta, đối với hành tinh cư trú lớn cỡ nào. Quá lớn rồi. Sau đó bạn mới hiểu được Ân huệ Của Phật Pháp Đại Thừa Đối với tất cả chúng sanh là bao lớn Chúng ta nói trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Trong bốn ân nặng là lấy ân Phật làm đầu Ân của cha mẹ lớn Nhưng không thể sánh với Phật Ân Phật thật sự là xếp ở hàng đầu tiên Phật thật sự có năng lực Giúp chúng ta hóa giải xung đột Giúp thế giới này khôi phục ổn định hòa bình Giúp chúng ta tiêu trừ toàn bộ tất cả tai nạn Ân đức này lớn biết bao Nếu như ngày nay Chúng ta phủ định Ngài Nói Ngài là mê tín, Nói Ngài không hợp khoa học Bài xích Ngài Thì trái lại tội lỗi đó nặng cỡ nào Như vậy những tai nạn này Thiên tai nhân họa Từ đâu mà có Do tự làm tự chịu Bạn còn trách người sao Tai nạn đến liền oán trời trách người Vậy là tội chồng thêm tội Hậu quả của tội chồng thêm tội là gì Phía sau còn tai nạn nghiêm trọng hơn nữa Cần có thái độ như thế nào Đối với tai nạn Tai nạn hiện thì cần phải tự mình phán tỉnh Suy ngẫm Sám hối Thay đổi sửa chữa Tự mình biết nhận sai Hoàn cảnh không có sai Chủ tế của hoàn cảnh là lòng người Phật nói Cảnh tùy thâm chuyển Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Nói hay biết bao Chúng ta nghĩ thiện Thì hoàn cảnh liền thiện chúng ta nghĩ ác thì hoàn cảnh liền ác hai chủ tể khởi tâm động niệm của bản thân chúng ta đang chủ tể đây là lời phật nói phật không nói do ngài chủ tể cũng không nói do thiên thần chủ tể cũng không có nói là do vua diêm la chủ tể phật nói là do bản thân chúng ta làm chủ Phật vĩnh viễn ở tịnh độ Chúng ta tin rồi Vì sao vậy? Tâm Phật thanh tịnh Hoàn toàn không khởi tâm không động niệm Bạn nói Ngài không ở tịnh độ Thì ai ở tịnh độ? Tịnh độ từ đó mà có Vẫn là do tự mình biến hiện Phật không những không có phân biệt chấp trước Mà khởi tâm động niệm cũng không có là chân tịnh độ Là thuần tịnh độ Chữ tịnh đó không phải là chữ tịnh của nhiễm tịnh Nhiễm tịnh đều vượt qua rồi Phật nói tịnh độ cho phàm phu chúng ta là nói tịnh đối với nhiễm Cái tịnh độ đó là gì? Chính là phương tiện hữu dư độ Chúng ta nói thập Pháp giới Pháp giới tứ thánh là tịnh độ Lục phạm là ô nhiễm Đây là tương đối Vừa qua cái này gọi là nhất chân Pháp giới Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát sơ trụ trở lên Ở cõi thật báo Ở trong cõi đó không có tai nạn gì cả Dưới đây nói với chúng ta Tam quán Sam quán cái đầu tiên là Chân không quán Cùng tận pháp giới chi sự tướng vô nhất hữu tự nhĩ chi biệt tánh giai quy ư bình đẳng chi không tánh dĩ không vi tánh giả đây là nói với bạn về chân không hai chữ Pháp giới này rất khó hiểu. Giới là giới hạn, pháp là dạng pháp. Dạng pháp cái nào cũng có giới hạn cả. Cho nên gọi nó là pháp giới. Ở trong Phật pháp, rất nhiều đồng tu đều biết có thập pháp giới. Thật ra Pháp giới Không chỉ có 10 loại Mà là vô lượng vô biên Thập là Chữ đại biểu Chứ không phải là con số Đại biểu điều gì? Đại biểu cho viên mãn Đại biểu cho vô lượng vô biên Không có cùng tận Bởi vì con số từ 1 đến 10 Là con số viên mãn nó đại biểu cho viên mãn là có ý nghĩa này ở trong đây khác biệt rất nhiều cho nên sự tướng ở trong pháp giới là vô lượng vô biên vô lượng vô biên sự tướng vô nhất hữu tự nhĩ chi biệt tánh không có cái nào Tự nghĩ chính là mình Tánh khác biệt của mình Không có Tánh là thế Không có tánh làm sao nó có thể hiện ra tướng được chứ? phần trước chúng ta đã học qua hiển nhất thể khởi nhị dụng cái nhất thể đó chính là tánh khắp pháp giới hư không giới vô lượng vô biên những sự tướng này Hết thảy Đều là y tha khởi Tức là nương vào cái tánh này khởi Thể tròn sáng thanh tịnh Của tự tánh Cái thể này Không phải vật chất Cũng không phải tinh thần Cho nên nói nó là không Cái không này không phải cái không trong quan niệm của người bình thường chúng ta Người bình thường nói không Không là không có Là không có gì cả Chứ không này của Phật Pháp không phải ý nghĩa này Không mà có, nó có Có tại sao nói không? Mắt bạn không nhìn thấy Tài không nghe thấy Thân thể không tiếp xúc được Bạn nghĩ cũng không nghĩ ra được sáu cần không duyên đến được nhưng mà nó có tồn tại tồn tại ở đâu không có chỗ nào không có không có lúc nào không có toàn bộ tất cả sự vật đều là động nhưng thể tròn sáng thanh tịnh của tự tánh là bất động Chúng tôi nói đến vấn đề này Thường hay dùng màn hình tivi Để làm thí dụ Màn hình tivi rất là sạch sẽ Hoàn toàn Không có bị ô nhiễm Nó không có âm thanh Cũng không có sắc Tuy nhiên sắc tướng nhất định từ nó hiện ra, không có nó thì không thể hiện ra được. Tuy hiện ra nhưng nó không có bị dính nhiễm một mảy may nào, sắc tướng là động, nó là bất động. Màn hình tivi của chúng ta cũng là như vậy. Hằng ngày xem tivi nếu như bạn thường quan sát như vậy, đó là bạn đang tu hành. Là bạn đang tu chỉ quán Có đắc định được không? Có khai ngộ được không? Được Cho nên người biết xem tivi Cũng có thể thành Phật Họ thấy ra điều gì? Màn hình là thật Sắc tướng là giả Thật không ngăn ngại giả Giả cũng không cản trở thật 24 giờ mở tivi này lên Màn hình tivi không có bị ô nhiễm một mảy may nào Đây là tự tánh Nó không có gì cả Nhưng có thể hiện mọi thứ Cho nên tất cả vật không có tự tánh Vô nhất hữu tự nhĩ chi biệt tánh tức là không có tánh cá biệt tánh là giống nhau dây quy ư bình đẳng chi không tánh cho nên gọi là chân không phật pháp thường nói chân không bất không diệu hữu phi hữu diệu hữu là gì chính là hiện tượng ở trên màn hình tivi của chúng ta có có mà không phải có gọi là diệu gọi là diệu hữu màn hình là không không nó có thể hiện tướng không mà chẳng phải không chẳng phải không mà không đây gọi là không tánh hoặc gọi là tánh không đều được đây mới là chân tướng sự thật trong pháp đại thừa nói cho chúng ta biết tất cả hiện tượng trong khắp pháp giới hư không giới đều không phải là thật nếu bạn biết rõ nếu bạn sáng tỏ thì bạn là người sáng suốt người sáng suốt gọi là phật bồ tát nếu như không sáng tỏ chân tướng sự thật đó là người mơ hồ người mơ hồ gọi là phạm phu phàm phu với phật bồ tát là một không phải hai chính là một người sáng suốt và một người không sáng suốt cho nên một người là giác một người là mê trong thập pháp giới ngoài giác và mê ra thì không còn gì khác cho nên phật nhìn tất cả chúng sanh vốn dĩ là phật là thật chứ không phải là giả vì sao vậy? Họ hiện nay chưa có giác Họ đang mê Một khi họ giác ngộ rồi Họ chính là Phật Sau khi giác ngộ Thì không có giác ngộ trước Giác ngộ sau Là bình đẳng Không có Phật trước Phật sau Phật trước Phật sau Là do phàm phu phân biệt chấp trước Sau khi giác ngộ Thì hoàn toàn bình đẳng gọi là minh tâm kiến tánh Kiến tánh thì không có trước sau Vì sao vậy? Vì thời gian không tồn tại Nên không có trước sau Không gian không tồn tại Nên không có lớn nhỏ Không có nói thành Phật trước thâm niên Lão Phật gia, Lão Bồ Tát không có Khi vừa chứng đắc là lập tức bình đẳng đây là chân tướng sự thật trước tiên là nói với bạn không tánh sau đó nói với bạn không giả phi ngoan vô chi không cái này đối với người sơ học chúng ta mà nói là vô cùng cần thiết cho nên không phải là cái không trong quan niệm của người thông thường chúng ta bởi vì người bình thường chúng ta nhìn thấy chữ không liền nghĩ là không có gì cả như thế gọi là không không phải không phải cái không này chân như chi lý tánh chân như là bản thể là thể thanh tịnh tròn sáng của tự tánh Đây là dùng lý tánh của chân như Chính là Thể thanh tịnh tròn sáng của tự tánh Mà Đại sư Hiền Thủ đã nói trong đoạn đầu tiên Của bài luận văn này Nó có cùng ý nghĩa với câu nói này siêu nhiên nhi Ly chư tướng nó lìa tướng như thế nào lìa tướng ngay nơi tướng chúng ta nhìn sắc tướng trong màn hình tivi nếu bạn thật sự thấy ra màn hình là không chẳng có gì cả nó có lìa tướng không nó là lìa tướng vì sao vậy tướng hoàn toàn không có làm ô nhiễm nó lìa tướng ngay nơi tướng chúng ta phải học như thế nào mới có thể tương ưng giới tự tánh dung nhập chúng ta liền có thể học được ở chỗ này hiện tượng trong kênh truyền hình giới màn hình chẳng phải hòa hợp thành một thể sao đúng vậy có thể nói nó hòa hợp thành một thể bạn lại nhìn kỹ xem nó có phải thật sự hòa hợp thành một thể là thật cũng không phải là thật Tại vì sao nói là thật Vừa không phải là thật Bạn mới nhìn thấy chân tướng Nếu bạn nói thật sự hòa hợp thành một thể Chỉ bạn nhấn tắt cái kênh đi Hình lập tức liền biến mất Đây là gì? hình ảnh là hình ảnh màn hình là màn hình là hai sự việc tuy một mà hai tuy hai mà một bạn không thể nói nó là một cũng không thể nói nó là hai vậy thì bạn mới thật sự nhìn thấy chân tướng hiểu rõ đạo lý này chúng ta ở trong thế gian này sống làm việc đối nhân xử thế có phải chúng ta hòa hợp thành một thể với xã hội này hay không? Hòa hợp thành một thể rồi Phàm phu chúng ta ngày nay phiền phức là ở chỗ nào? Là mê rồi Cho nó là thật không biết nó là giả Cho nên ở trong đây khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Là tự gây phiền phức Bạn ở trong đây khởi thất tình ngũ dục khởi thăm sân si mạng là đọa lạc rồi toàn là làm sai rồi khi thật sự hiểu được thì không khởi tâm không động niệm nữa vậy thì người ta hỏi bạn có biết không hỏi gì đáp đó không cần phải suy nghĩ người ta vừa hỏi ta suy nghĩ xem ta phải trả lời như thế nào không cần tự tánh bộc lộ hỏi gì liền đáp đó Thích Cao Ni Phật Giảng Kinh Thuyết Pháp 49 năm Là hỏi gì đáp nấy Có suy nghĩ không? Không có suy nghĩ lần nào Suy nghĩ là gì? Phàm phu phải suy nghĩ Họ không suy nghĩ sẽ không biết cách trả lời như thế nào Vì sao vậy? Họ dính tướng Chư Phật Bồ Tát không dính tướng Hỏi gì liền đáp đó Khi trả lời đều là hoàn toàn chính xác không có mảy may sai lầm trí huệ là không cần suy nghĩ nếu như không phải thù thắng như vậy không phải vi diệu như vậy thì chúng ta học phật làm gì Cho nên năm xưa tiên sinh Phương Đông Mỹ Đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi Đã nói một câu là Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Chúng tôi bị hấp dẫn bởi câu nói này Chúng tôi muốn theo đuổi Sự hưởng thụ cao nhất của đời người Thầy nói cho tôi biết là ở trong Phật Pháp Đại Thừa Chỉ cần bạn thật sự học là bạn có thể đạt được Ông tu ông đắc Bà tu bà đắc Không tu thì không đắc Chắc chắn đạt được Vì sao chị? Là ở trong tự tánh Không phải cầu ở bên ngoài Cầu ở bên ngoài không dễ gì cầu được Cầu ở bên trong có cầu ác ứng Sự việc này Thầy Phương đã giới thiệu cho tôi và tôi được đại sư chương gia nói rõ từ tận với tôi tôi hiểu rồi nếu chúng ta thực sự muốn đạt được thì phải thật làm không làm thì không thể đạt được rồi bạn chỉ nghe không thôi đó là gì đó là giảng giải không thực sự đi làm thì cái giảng giải đó sẽ biến thành ăn bánh vẽ Biến thành điều gì? Biến thành một loại học thuật Không thể có được thọ dụng Thật làm Cách làm như thế nào? Thật làm chính là buông xả Cái gì cũng phải buông xả Buông xả khó Khó xả mà xả được Chúng tôi trải qua rất nhiều lần khảo nghiệm Nằm xưa khi diện trưởng hạ còn tại thế Chúng tôi hợp tác Bà giúp tôi 30 năm 30 năm đó là buông xả Buông xả cái gì? Tôi thường hay nói ba câu Mọi người đều biết Đó chính là buông xả học cái gì không quản tiền là buông xả tài không quản người là buông xả nhân sự không quản việc là buông xả việc không dễ dàng ba mươi năm huấn luyện mới thật sự buông xả được Tôi hợp tác với bà Danh nghĩa là của tôi Bạn xem thành lập Tịnh xá hoa tạng Trụ trì là tôi Trên thực tế sau này Tịnh xá hoa tạng Biến thành tầng bỏ không Cái xác không Bên dưới lại thiết kế thành Một cái thư diện nghe nhìn hoa tạng Bà làm trưởng diện cái thư diện đó là thật Còn tinh xá hoa tạng là hữu danh vô thực quản người, quán tiền, quán tài sản Bà hết thấy đều thâu tóm hết Nếu như tôi không buông xả Thì hai người chúng tôi không thể hợp tác được rồi Vì lợi hại sẽ xảy ra xung đột Tốt là ở chỗ nhờ tôi tiếp nhận sự giáo dục của Thầy học thích ca ni phật suy nghĩ thấy thích ca ni phật đã buông xả rồi ngày nay chúng tôi cần phải hợp tác cái bà cần tôi không cần cái tôi cần bà không cần nên chúng tôi không có xung đột lợi hại vậy là 30 năm hợp tác mật thiết cái tôi cần là gì mỗi ngày lên buộc luyện tập giảng kinh cái này bà không cần cho nên mỗi ngày bà thay tôi lo liệu tìm địa điểm giảng kinh thuê địa điểm mượn địa điểm liên hệ với tín đồ nghe kinh tín đồ của chúng tôi cũng không nhiều đại khái không hơn 300 người chúng tôi không phan duyên người đến nghe đều là tự động mà đến còn có thính chúng họ tự mình giới thiệu cho bạn bè thân thích đến nghe cho nên người nghe kinh không nhiều Giảng đường của chúng tôi cũng không lớn Giảng đường đại khái nhiều nhất Chỉ có thể chứa được 150 người Đó là ngồi rất chật Ngồi thoải mái một chút Thì 80 người là tốt nhất Từ diện cảnh Mỹ Giảng đường chỉ có 50 mét vuông Cái này mọi người đều biết 50 mét vuông còn cách hai căn phòng nhỏ Một cái phòng ngủ, một phòng khách nhỏ Cho nên diện tích không lớn Đạo tràng chúng tôi ở Đài Loan chỉ lớn của chừng đó Đạo tràng nhỏ, chi phí ít Dễ dàng duy trì Cho nên cả đời chúng tôi duy trì được việc không hóa duyên Chưa từng xin tiền người ta bao giờ Tâm an lý đắc Nếu như chúng tôi muốn quyền lực Muốn quản lý người Quản lý việc Vậy thì không thể hợp tác được Cho nên việc này cũng tương đối không dễ 30 năm thật sự buông xả Bạn cho tôi thêm nữa tôi cũng không cần Rèn luyện trong thời gian dài Sở dĩ về sau Chúng tôi gặp phải khó khăn rất lớn Dẫn tâm an lý đắc Rời khỏi Đài Loan Chúng tôi buông xả cái thư chuyện đó Rời khỏi nước Mỹ Liền buông xả hai đạo tràng ở Mỹ Rời khỏi Singapore liền buông xả cái đạo tràng tinh tông học hội ở singapore này đây đều là bài kiểm tra ai đến kiểm tra vậy phật đến kiểm tra không có chuyện không buông xả Ở Đại Lục làm cái này Là quy mô lớn nhất Trung tâm giáo dục Văn hóa Lô Gia Chúng tôi đã làm 3 năm Là giao cho chính phủ Buông xả rồi Không có gì không buông xả được Buông xả được đại tự tại Mỗi lần buông xả Là một lần nâng lên Với mức độ lớn Pháp hỷ sung mãn cảnh giới nâng cao Trí huệ cũng nâng cao Đức hạnh cũng được nâng cao Cho nên tôi luôn luôn cảm kích lão sư Bạn thấy địa điểm tôi giảng kinh Nhất định có hình ảnh của các thầy đặt ở xung quanh Là giống như các quý thầy đều có mặt nghe tôi giảng kinh vậy Là cảm ơn Nếu không phải nhờ thầy chỉ dẫn làm sao chúng tôi biết Phật Pháp thù thắng được chứ Không phải nhờ Thầy chỉ dẫn Thì làm sao chúng tôi biết buông xả Nhìn thấu buông xả Là Đại sư Trương Gia Ngày đầu tiên gặp mặt Thầy giải cho tôi Chúng tôi có thể thành công Đắc lực nhờ một việc là Biết nghe lời Lời thầy dạy tôi thật sự y giáo phụng hành Không sai lời Cho nên mới có thể đạt được lợi ích thù thắng như vậy Tôi tin Lão Sư Phương Đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi Thầy chắc chắn ở trong trường Cũng giới thiệu cho rất nhiều bạn học rồi những bạn học này họ không làm không có thật làm sau khi xuất gia tôi đi gặp lão sư phương ngài vừa thấy tôi ồ chú thật làm rồi à tôi trả lời dạ thầy dạy con làm con thật làm rồi thầy cảm thấy rất ngạc nhiên sau đó liền khích lệ tôi tốt đường chú đi là chính xác rồi Cho nên tôi xuất gia học Phật Bạn bè, bạn học Thủ trưởng lúc đó Đối với tôi đều cảm thấy rất ngạc nhiên Học Phật thì được Sao anh học thành ra hình dạng thế này Anh học bê rồi à Và chính mình cảm thấy Học quá trễ rồi 26 tuổi mới bắt đầu nếu như 16 tuổi bắt đầu học Thì tôi không phải như thế này Đây là thật không phải là giả Mỗi người duyên phận khác nhau Mấu chốt của thành bại Là ở thật làm Thật sự buông xả Thật sự buông xả ít nhất Mười năm đầu là rất đau khổ vì sao từ từ sẽ dịu dần Kinh nghiệm của bản thân tôi là đến 30 năm mới không động tâm Cho tôi tôi cũng không cần Cho nên sau khi diện trưởng hạt giảng sanh Chúng tôi xả bỏ mấy cái đạo trạng rất là quan hỷ Không có mấy mây oán trách những người bạn học đi theo tôi này cũng không dễ dàng đều biết nghe lời nhất định phải học không tranh với người không cầu gì ở đời chúng tôi tin nhân quả trong số mạng có thì chắc chắn có trong số mạng không có thì không nên cưỡng cầu số mạng phải chết đói cho dù ta có cả núi già Cũng bị chết đói mà Trong số mạng không bị chết đói Dù chẳng có gì Đến lúc đó sẽ có người đưa cơm đến cho ăn Tin điều này Tin sâu không nghi Cho nên không hề có mấy may lo lắng Thân tâm thanh tịnh Đây là cho ông trời phù hộ Nên mới có được sức khỏe tốt như vậy Tôi tin thầy của tôi Là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Hơn 90 tuổi Có thể tự lo liệu đời sống Không cần người khác giúp đỡ đây là oai nghi của người học phật lợi ích thù thắng của học phật là nhìn ra được từ chỗ này đây là phước báo chân thật phước báo không phải địa vị không phải giàu có không phải quyền lực, những thứ này đều là giả. Phước báo là trí huệ. Phước báo là đầu óc sáng suốt. Không mê hoặc, không mơ hồ. Cơ thể khỏe mạnh trường thọ. Lý lão sư giảng kinh. Giảng đến 97 tuổi Thầy đã giảng sanh Tôi nghe nói Chỉ có hai lần không giảng kinh Thầy mỗi tuần giảng một lần Trước khi đi chỉ nghĩ có hai lần Đây là tấm gương Trước mắt của chúng tôi Chúng tôi cần phải học tập Cho nên siêu nhiên nhi ly chư tướng Cái này phải biết Là lìa tướng ngay nơi tướng Phải hiểu được đạo lý này Tướng có tồn tại không? Có Từ sớm đến tối không có rời khỏi nhưng trong tâm không có mảy may dính nhiễm Biết được Giảng pháp dây không Tự tánh bất không Đối với người sơ học mà nói Nói tự tánh bất không họ không hiểu Nói nhân quả bất không tin sâu nhân quả bạn sẽ có thành tựu vì sao vậy bạn không bị biến chất không tin nhân quả khi danh văn lợi dưỡng hiện tiền thì người biến chất quá nhiều không ngăn nổi sự cám dỗ của cảnh giới bên ngoài chỉ có người tin sâu nhân quả khi danh lợi hiện tiền họ không động tâm sẽ không sanh tham ái ở trong những ngày khốn cùng nhất họ cũng không bị tối tâm sẽ không cảm thấy Có gian nan khốn khổ vĩnh viễn duy trì thanh tịnh bình đẳng giác vì là đúng rồi Vì đây nói ngôn nhân sợ kiến Chi xâm la dạng tượng Tất vi vọng tình chi biến kế Biến kế sở chấp tánh Đây là nói tam tánh Phần trước Dường như chúng ta đã giảng qua biến kế sợ chấp tánh y tha khởi tánh viên thành thật tánh biến kế hoàn toàn là giả kế là gì là so đo phân biệt cũng chính là vọng tưởng tưởng cái gì thì nó liền hiện ra cái đó biến là phổ biến loại tưởng này là vô cùng vi tế bản thân bạn không thể nhận ra được không nhận thức được bạn tưởng trước cửa của tôi có núi tôi tưởng núi khi nào dường như tôi không có tưởng núi tại sao núi ở chỗ này thực ra là bạn tưởng bạn không tưởng thì không thể có được những người hiện ra trước mắt này có người ưa thích, có người không ưa thích, đều là do biến kế sợ chấp tánh của bạn biến hiện ra. Nếu như bạn thực sự đem cái này buông xả, biến kế sợ chấp trong lục đạo thấy đều có, buông xả biến kế sợ chấp thì lục đạo không còn nữa. buồn xả y tha khởi tánh Thì thập pháp giới không còn nữa Cuối cùng ở cõi thật báo trang nghiêm Chỉ có viên thành thật tánh Cho nên biến kế là giả Không phải là thật Dưới đây có một thí dụ rất hay Do như không hoa chi thực tánh Vì hư không Không hoa là gì? Là do mắt bị bệnh Bạn có bị bệnh mắt bao giờ chưa? Người từng bị bệnh mắt đều có kinh nghiệm này Khi bị bệnh mắt Nhìn thấy trong không trung có hoa đớm Xuất hiện những hình ảnh rất kỳ quái Là giả Trên thực tế trong không trung là hoàn toàn không có Khi bị bệnh mắt nhìn lên đèn thấy trên đèn có vòng hào quang bạn thấy rất rõ ràng thế nhưng người không có vấn đề gì mắt không nhìn thấy người có vấn đề gì mắt nhìn thấy điều không phải thật cho nên hoa đớm trong không trung tánh của nó là không hư không ư trung mẫn vong vọng tình sở kiến chi sự tướng hiển chân không chi diệu thể danh vi chân không quán đây là dạy chúng ta bạn giữ loại thái độ như thế nào đối với vũ trụ dạng hữu Cách nhìn của bạn là như thế nào? Người thật sự sáng suốt Nhìn toàn bộ vũ trụ dạng sự dạng vật Toàn là giả Tướng có tánh không Sự có lý không Là giống như lời đại sư nói ở chỗ này Là buông xả hết thảy vọng tình Biến kế Sắc tướng mà bạn nhìn thấy Không ngay nơi thể Từ trên sự tướng liền nhìn thấy Tánh thể Tánh thể là không tịch Hiển chân không chi diệu thể Vậy gọi là chân không quán Chân không tức tứ pháp giới Trung chi lý pháp giới Bạn ở trên tướng nhìn thấy lý thể Nhìn thấy chân tướng Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ giảng đến đây thôi A-di-đà Phật tấn dịch vọng tây cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm hoa nghiêm thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật